Xin chào tất cả bà con đang xem livestream của trại cây giống Trường Phát ạ. Hôm nay em đã trở lại với livestream của trại cây giống Trường Phát rồi đây ạ. Và ngày hôm nay em sẽ quay cho bà con cùng xem đó là quy trình xuất hàng cá bớp giống tại trại cây giống Trường Phát ạ. Em đang đứng ở đây là cơ sở 3 của trại cây giống Trường Phát. Và bây giờ thì em sẽ quay cho bà con trực tiếp đó là quy trình xuất hàng cá bớp giống ngày hôm nay tại trại cây giống Trường Phát, cũng như là quay cho bà con xem chiếc xe ngày hôm nay có thể là mang đến cây giống cho bà con nhé. Thưa bà con, đây là chiếc xe mà ngày hôm nay sẽ mang cá bớp giống đến cho bà con đây ạ. Hôm nay thì trại cá giống Trường Phát sẽ xuất hàng đến cho bà con đó là cá bớp giống, cá đang size từ 15 đến 17 cm. Thưa bà con, thì thời điểm hiện tại thì ở một số nơi thì nó khá là không ổn định. Bà con của mình có nhu cầu thả giống ao lòng đang còn trống, hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284. Bên em hiện tại đang có đầy đủ tất cả các loại cá giống. Có đầy đủ tất cả các loại cá giống là cá bớp, cá mú trân châu, cá chim, cá bè, cá mú nghệ, cá hồng mỹ, cá chẹm giống, cá bè vàng. Cho nên bà con của mình hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284 hoặc 0978182284 để bên em phục vụ bà con giống chất lượng bà con nhé. Xin chào tất cả bà con đang xem livestream của trại cây giống Trường Phát ạ. Bà con của mình hiện tại thì thời tiết này đang có một số chỗ bà con của mình đang bắt đầu thả giống, thì bên em hiện tại đang có khá là nhiều loại giống, gần như là đầy đủ nè: cá mú trân châu, cá mú đen, cá bớp, cá bè vàng, cá hồng mỹ, cá chẽm, cá chim vây dài. Cho nên bà con của mình đang dự tính thả giống thì hãy gọi điện thoại cho đến cho bên em để bên em tư vấn và phục vụ bà con giống chất lượng bà con nhé. Thì cá bớp ngày hôm nay xuất đi đã được bên em kiểm tra số lượng, đếm và đo size đầy đủ, đảm bảo kích cỡ để giao đến cho bà con.
chị. Sao bên đây phải có cái này hả? À, để cho mấy anh em chở lên biết đó hả? Cũng hay hay á, sáng tỏ. Và các anh kỹ thuật bên em cùng với các chuyến xe sẽ đưa cá giống từ dưới ao ương lên trên xe lớn và sẽ đi ao đến cho bà con. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trả cá giống Trường Phát bên em luôn đảm bảo con giống chất lượng từ trả cá giống của em đến tận nơi của bà con thả giống. Bà con của mình tới nơi cứ lên trên xe kiểm tra giống, giống cá đẹp, mạnh, bà con hãy nhận cá bà con nhé. Là sao? Ý chị là sao? Sao nó bị cắt lên á. À. Quần. Promote. Xin chào tất cả bà con đang xem livestream cùng với trại cá giống Trường Phát nhé hả. Dạ, để cho bà con nào mới vào sau thì hiện tại em đang xuất hàng cá bớp giống tại trại cá giống Trường Phát đến cho bà con đấy ạ. Cá bớp ngày hôm nay em xuất size đang từ 15 đến 17 cm. Cá đã được đếm đầy đủ số lượng cũng như là đảm bảo đúng kích cỡ đem đến cho bà con rồi đấy ạ. Cho nên mời bà con cùng quan sát nhé. Nào chút đó anh.
vừa rồi em vừa quay cho bà con đó là quy trình xuất hàng cá bớp giống tại trại cá giống Trường Phát. Và cá bớp ngày hôm nay em xuất đó là cá bớp size từ 15 đến 17 phân đã được đếm đủ số lượng cũng như là đảm bảo đúng kích cỡ để giao đến cho bà con. Và hiện tại trại cá giống Trường Phát đang có gần như đầy đủ tất cả loại giống cá nước lợ mặn trên thị trường như cá bớp, cá mú trân châu, cá mú đen, cá chẽm, cá hồng mỹ, cá bè vàng, cá chim vây dài và các loại cá khác, cá mú nghệ. Cho nên bà con của mình hãy cứ gọi điện thoại đến số điện thoại 0905252284 để bên em phục vụ cho bà con giống chất lượng nhất bà con nhé. Và em là Huyền, là nhân viên kinh doanh của trại cá giống Trường Phát, và hôm nay livestream của em sẽ được kết thúc tại đây, và lần tới em sẽ đem đến cho bà con livestream của những loài cá khác đang có mặt tại trại cá giống Trường Phát và xuất hàng đến cho bà con nhé. Và xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con. Chúc bà con có một ngày làm việc thật vui vẻ và tốt lành ạ. Xin chào ạ.